Có quý vị nào làm loay hoay cả đời mà vẫn không đủ ăn, còn vướng phải trong cảnh nợ nần, thì hãy nên theo dõi cái video này. Ngày hôm nay đây, mình xin giới thiệu tới tất cả các bạn một mẫu bàn tay của một người nam giới, năm nay cũng đã 45 tuổi rồi. Cũng như theo cái tựa đề mình vừa chia sẻ, chủ nhân mẫu bàn tay này vất vả, chỉ đủ nuôi thân, hiện tại vẫn chưa lập gia đình. Mà tại sao cứ loay hoay mãi, làm thì không tích lũy được tiền của, còn vướng phải vòng nợ nần nữa. Thực sự là quá đau khổ cho ai sở hữu một cái bàn tay tương tự như thế này. Những cái bạn mà đã theo dõi nhiều những cái video của mình trong nhiều năm qua chắc hẳn cũng biết được ngọn ngành do đâu, những cái dấu hiệu nào trên cái mẫu bàn tay này nó khiến cho cái mẫu bàn tay này phải khổ đến như vậy. Mình cũng không muốn dài dòng nữa, sau đây mình sẽ đi phân tích từng đường chỉ để cho mọi người thấy rõ đâu là một bàn tay bất hạnh, cuộc đời gặp quá nhiều éo le và thăng trầm. Khi ta nhìn tổng quan bàn tay thì ta thấy đây là một bàn tay trũng sâu. Đấy, mọi người có thể thấy rõ này, vị trí này nó trũng sâu này, và các gò xẹp lép, không có nổi cao. Đó là thể hiện của người thiếu phước, cuộc đời ít gặp được những may mắn. Số tự thân bước ra đời và sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Cụ thể là cái giai đoạn đầu của đường chỉ sinh đạo, mọi người có thể thấy rõ. Giai đoạn đầu của đường chỉ sinh đạo ta thấy là rất nhiều vết cắt nhé. Nó đâm từ gò kim tinh, nó chảy qua. Đấy, rất nhiều những vết cắt, nó cắt ngang đường chỉ sinh đạo. Đó là dấu hiệu của người thời trẻ, gặp rất nhiều chông gai, bước ra đời chả có gì hết. Đấy, vật lộn với cuộc sống, mưu sinh. Nhưng mà tóm lại, do bị quá nhiều nghịch cảnh, chính vì thế cuộc đời không khá nên nổi. Có làm bao nhiêu đi chăng nữa, tiền bạc cũng không tích lũy được lại. Rất nguy hiểm nhé, đối với những ai mà sở hữu cái đường chỉ sinh đạo quá nhiều vết cắt như thế này. Và một cái dấu hiệu nữa trên mẫu bàn tay này cũng nói là chủ nhân mẫu bàn tay không giữ được tiền. Đó là kẽ hở rất nhiều, bàn tay khép lại đâu có chặt được. Dấu hiệu này nói lên là người không biết quản lý tiền bạc, có tính nhẹ dạ, tin người, làm được ra tiền nhưng không biết cách quản lý, chính vì thế không giữ được tiền bạc. Và sở hữu một đường chỉ tâm đạo có cái điểm kết thúc nó chẽ làm hai. Đấy, mọi người có thể thấy không? Nó phân làm hai nhánh. Đây là một bất lợi cho người sở hữu nó. Hay cả tin, hay tin người. Nhiều khi bạn bè người thân xung quanh chưa cần nhờ chủ nhân mẫu bàn tay này đã đứng ra giúp đỡ. Vì tính cách cả nể này nên bản thân hay phải chịu nhiều thua thiệt. Mà những cái người thân của họ, những cái người bạn xung quanh đều là những thành phần đều giả, vô ơn. Chính vì thế chủ nhân mẫu bàn tay này có giúp đỡ họ, nhưng rồi họ lại quay lưng. Họ lợi dụng đến khi nào không còn gì nữa. Và khi đã hết giá trị lợi dụng, họ sẽ quay lưng một cách nhanh chóng. Mình tin chắc rằng rất nhiều bạn theo dõi cái video này cũng đang vướng phải trường hợp tương tự khi sở hữu cái đường tâm đạo. Nó phân nhánh làm đôi. Rất nhiều hoàn cảnh cho bạn bè vay mượn, rồi giúp đỡ người thân, rồi đứng ra bảo lãnh, bảo trợ, vay tiền hộ cho người ta, rồi họ phủi bỏ trách nhiệm. Chính bản thân mình chỉ nhận lại phần thiệt mà thôi. Vì thế, những ai mà sở hữu cái dấu hiệu này trên tay, phải biết nên cẩn thận. Hãy biết lo cho bản thân mình trước. Nếu có giúp đỡ người thân xung quanh, thì ở cái mức vừa chừng thôi. Không lên hết lòng vì họ, kẻo lại nhận lại đắng cay. Nhưng mà nếu giải thích theo cái phương diện về đạo Phật, luật nhân quả, thì có thể kiếp trước chính chủ nhân mẫu bàn tay này mắc nợ người ta, nên kiếp này người ta chưa cần ngỏ lời đã đứng ra giúp đỡ rồi, đã hy sinh, đã xốp sắng để lo lắng cho họ. Âu cũng là nợ nghiệp mà ra. Trên mẫu bàn tay này chỉ cần sở hữu ba cái dấu hiệu xấu, đó là quá nhiều vết cắt giai đoạn đầu đường sinh đạo, tiếp theo nữa là đường tâm đạo phân nhánh chẽ làm đôi ở giai đoạn cuối, và thêm một đặc điểm đó là bàn tay quá nhiều kẽ hở, có cố gắng khép lại nó cũng không thể chặt được. Chủ nhân mẫu bàn tay này đang nợ đầm đìa, nuôi một thân một mình, tự lo cho bản thân mình cũng không nổi nữa. Bao nhiêu năm vất vả, cố gắng, kiên trì, chịu khó, coi như là cũng xuống sông xuống biển hết. Thực sự là xin chia buồn với chủ nhân mẫu bàn tay này. Và xét tới chuyện hôn nhân thì ta sẽ căn cứ trên đường chỉ tâm đạo.
Khi ta quan sát kỹ đường chỉ tâm đạo này thì ta thấy đường chỉ tâm đạo, cái giai đoạn mình khoanh tròn màu xanh này, nó rất đậm, sâu và rõ. Nhưng mà cái vị trí mình khoanh tròn màu vàng này thì nó bị lu mờ, cái đường chỉ nó mét ra đấy, nó bị nhòe ra, nó không có đồng nhất, cấu trúc nó không có giống nhau. Chính vì thế chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ gặp rất nhiều bất hạnh trong chuyện hôn nhân, gia đình, hạnh phúc. Và một điểm khẳng định rõ điều này đó là vị trí đường chỉ hôn nhân. Vị trí đường chỉ hôn nhân của chủ nhân mẫu bàn tay này rất thẳng đấy, đậm và sâu. Nhưng mà ta thấy rồi đấy, xuất hiện một vết cắt rất lớn đấy, đó sẽ là dấu hiệu bất hạnh trong chuyện tình cảm. Khó mà có thể gắn bó được với ai một cách lâu dài, hoặc có xác định yêu thương một ai đó, chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhưng mà rồi cũng có một cái sự vô hình nào đó ngăn cản, khiến cho không thể nào về chung một nhà được. Thực sự là bất hạnh cho ai sở hữu đường chỉ hôn nhân mà bị dấu hiệu cắt nát như thế này. Và các bạn cũng biết rồi đấy, một người đàn ông chỉ có sống một mình, không có vợ, không có con, thì rất khó có thể quản lý được cái tài chính tốt cho bản thân. Bởi vì tính tình thoải mái, buông thả, sống hết mình vì mọi người, chưa có con, chưa có gia đình nên chưa biết giữ cho bản thân. Đây là một cái điều bất lợi. Qua bao nhiêu năm kinh nghiệm xem chỉ tay cho mọi người, mình rút ra được một điều rất hiếm: những người nam giới cũng như nữ giới nào chưa lập gia đình mà thành công được. Đường tình duyên, tình cảm, hôn nhân, nó như là một cái chất xúc tác vô cùng lớn, tạo nên cái sự thành công cho vị khách đó. Không lập gia đình hoặc hôn nhân có mà gặp trục trặc, vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, thì bản thân người đó cũng khó mà thành công, sẽ thường xuyên gặp nhiều thất bại. Bởi vì không có một cái hậu phương vững chắc, khiến cho người đó không có thể yên tâm làm ăn được. Và phần lớn những cặp vợ chồng thường xuyên nhường nhịn nhau, yêu thương nhau, biết hy sinh vì nhau, dù trong thời điểm hiện tại họ có khó khăn đi như thế nào chăng nữa, nhưng sau này tin chắc họ cũng sẽ thành công và có một cái cuộc sống vô cùng ổn định. Và thực sự bất hạnh cho những cặp vợ chồng nào từ lúc khốn khó đi lên, hai bàn tay trắng, cơ hàn, yêu thương nhau, gây dựng lên sự nghiệp tốt đẹp, rồi đến khi có một chút tiền của, đổ đốn, sinh tật, rồi lại tan vỡ. Mình đã thấy rất nhiều trường hợp rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cái đồng tiền nó như một cái ma lực rất lớn, nó khiến cho người ta thay đổi, không có giữ được cái tính chung thủy nhất nhất như khoảng ban đầu. Và khi ta quan sát cái đoạn cuối của đường chỉ sinh đạo, ta có thể thấy rõ vị trí mình khoanh tròn màu đen này, mọi người thấy không? Nó bị lu mờ, càng về cuối đường chỉ sinh đạo càng mờ, nó bị mất hút và nó bị đứt đoạn. Đó là dấu hiệu nói lên về hậu vận của chủ nhân mẫu bàn tay đó, sẽ thường gặp nhiều thất bại, bi kịch, éo le, bất hạnh trong chuyện hôn nhân, và sẽ có một cái sức khỏe vô cùng kém, sẽ hay đau ốm bệnh tật và phải sống cô đơn một mình. Đấy, thực sự là xin chia buồn đối với chủ nhân mẫu bàn tay này. Mặc dù sở hữu các ngón tay rất thẳng, đấy, mọi người có thể thấy không, nó thẳng tắp luôn đấy, nó chiều về một hướng, là người làm việc rất có nguyên tắc, rất chịu khó, biết phấn đấu cho sự nghiệp, nhưng mà không giỏi quản lý và không có một cái gia đình đầm ấm. Chính vì thế nó không có một cái gốc vững mạnh để khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay này giữ được cái thành quả tốt đẹp. Quanh đi quẩn lại, gia đình, tình cảm, hôn nhân, nó vẫn là cái gốc. Khi cái gốc nó được tươi tốt thì cành lá, hoa trái nó mới xum xuê được. Cái gốc nó đã lung lay, sâu mọt, khó thể nào người đó có thể đạt được cái sự hạnh phúc viên mãn về sau. Những bạn nào đang theo dõi cái video này, muốn cuộc đời của mình được hanh thông, may mắn, tốt đẹp, bền vững về sau này, hãy cố gắng nhường nhịn trong chuyện tình cảm, hôn nhân, vợ chồng, để giữ được cái gia đình nó có hòa khí, vợ chồng thương yêu nhau, cố gắng phải nhẫn nhịn nhau qua mỗi lần nóng tính, bỏ qua cho nhau, thì cuộc đời của các bạn sau này nó mới tươi tốt, tươi đẹp được. Và nhân cái video này, những bạn nào đang vướng phải cái trường hợp tương tự như chính chủ nhân mẫu bàn tay này đây, đừng ngần ngại, hãy nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Mình sẽ gửi tặng cho các bạn một cuốn kinh Địa Tạng, sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hành trì để tiêu bớt những nghiệp chướng, những nghiệp nhân xấu ảnh hưởng tới cuộc đời của bạn, để khiến cho các bạn đi lên làm ăn sẽ được may mắn hơn. Kể cả những trường hợp
khó sinh con đẻ cái, đau ốm bệnh tật nhiều, nan y lâu ngày mà không thể chữa được, rồi khúc mắc gia đình rất nhiều, hoặc ở trên một cái phần đất phong thủy nó xấu, thì cũng có thể nhắn tin cho mình. Mình sẽ gửi tặng kinh và hướng dẫn cho các bạn một cách tỉ mỉ nhất để các bạn nhờ Phật lực gia hộ che chở để vượt qua những cái khó khăn hiện tại. Bây giờ trong cái thời buổi này chỉ có dùng cái phép tâm linh để mà thay đổi cuộc đời chúng ta thôi. Chứ mà để tự thân tự lực thì mình thấy rất không khả thi một chút nào cả. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cách nhìn thật là mới mẻ đối với cái khoa xem chỉ tay nhân tướng học này. Nó là một bộ môn khoa học không hề có chút mê tín nào cả. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.